Chào bác, con muốn hỏi một số câu hỏi về về Lan như sau. Con đã tìm hiểu qua cuốn Hương sắc Việt Nam và cũng tìm hiểu trên mạng, nhưng mà con thấy rất khó hiểu và kiến thức thì nó chung chung, khó áp dụng vào thực tế. Vậy thì theo bác, thì trong kinh nghiệm của bác thì bác có thể nói cho con, phổ biến cho con để nó cụ thể hơn được không, để dễ hiểu hơn được không? Bây giờ nếu mà nói về câu hỏi ý của các anh thì với các bác này, tôi nói câu này cho nó rất là dễ, bởi vì cũng đến câu hỏi trên thôi. Thực ra ngay từ ban đầu rất nhiều người đến nhà tôi thì đều hỏi về cái địa năng trồng thế nào, thì tôi vẫn nói là đã là địa trồng màu đất. Vì vậy thì vì thế mới sinh ra cái đất của tôi, thì tôi giới thiệu ra thì các anh em này, các cô đã lưu ý cho tôi là lưu ý cái đất là mình phơi ở một cái nơi. Ví dụ như nhà tôi là tôi có một cái cổng để cho các vị dễ hình dung, và tôi phơi trên một cái chân cái cổng này. Cái cổng ngày xưa là thường là đổ trần, đưa sang ngang đổ trần, tôi phơi lên đấy. Thế thì cứ mới đầu thì tôi phơi bình thường, nhưng mà gần cái ngày mà để tách được là tôi đào luôn, tức là cứ đào lên trộn xuống ở trên cái chân cổng, nhấc quả to lên lại cho nó lại ảo, cho nhỏ nó một ra kệ. Nhiều người rất sợ dòng địa lan nó nhỏ, nhưng với tôi thì tôi phải cho nó nhỏ thoải mái, không có hướng gì cả. Chứ cái chính của tôi là tôi vẫn được ải nhỏ, mà cái ải nhỏ hoàn toàn khác với cái ải khô. Mọi người phải hiểu chữ ải nhỏ, tức là qua có thể là nửa năm trời, một năm trời mới được đất. Cho chính vì thế mà nhiều người đến từ tôi là cứ bảo là để cho cái đất. Thật ra là lấy tiền thì rất là khó lấy, vì nó công phu lắm, vì thú chơi mà. Nhưng mà bán thì đọc ra tiền nó không bỏ, thì mà bán đối với chuyện chứ không bị cái nào. Bây giờ trồng địa lan thì ví dụ tôi hình dung cho các bác, các cô thấy là này, bây giờ hình dung một chỗ lan bây giờ có thể bán được, tôi không nói là nhiều triệu, chỉ cần nói được 1 triệu. Thế nhưng bây giờ bỏ lấy 100.000 tiền đất thì nghe vô lý, nên là ông lấy gì mà lấy đất thế. Nhưng mà thật ra nếu ai mà nhìn thấy tôi làm đất, bởi vì cái đất này xuất phát từ cái việc đầu tiên phải đi mò ở dưới ao. Nhưng ao này lại là ao, phải là ao nước sạch. Cái ao này là ao đặc biệt nhất, là nếu được ao mới đào mà được sau 1 năm mà lấy cái màu ở trên ngọc ao ấy là thứ nhất. Chứ còn cái ao mà nó tù túng lâu ngày rồi, thậm chí là gióng nó sầu lên, con lá cây thối nhiều thì không đồng thờ. Đấy, nó khó rồi. Thế cho nên là phải đi tìm những cái ao nước sạch mà người ta mới cải tạo. Và khi nội xuống cái ao đó là thậm chí là nó không có bọt sầu, thì tôi mới kiểm tra cái đất đó, tôi mới lấy được. Thế lấy xong về tôi mới đầu lấy vào một bùn, sau khi nó để tôi đổ lên cái bờ nó cậy, đến khi mà lứt lẻ cậy được tôi mới thuê người trở về mới đưa lên trần cổng. Tôi phơi ban thời gian ban đầu tôi phơi là nắng to quá, nắng to thì thoải mái, nhưng mà mưa to quá là tôi che. Nhưng khi mưa nhỏ tôi lại để cho nó thẩm vào, nó thấm dần vào nó, tôi bở một mục lại, tôi bở như thậm chí đó tôi bở như vôi. Thế trong này những cái hoạt ở dưới, những viên ở dưới mà nó không, thậm chí là mưa không thẩm thấu tới, thì tôi lại một giai đoạn nhất định tôi đào tôi cho cái hoạt đến lên trên, và tôi làm chỗ tôi đào đi đào lại nhiều lần như thế, đến bao giờ lúc gần đến lúc mà để đến ngày mà tách nam tôi dòng, thì lúc bây giờ tôi mới khống chế là tuyệt đối không cho nước đến nơi nữa, để mục tiêu là để có đất khô chặt và để tôi trộn với cái chấu tôi là chưa được. Còn có nhiều người đến đây thấy tôi trộn thì có nhiều người còn đến gọi là lấy một chỗ lan xong muốn xin đất. Tôi cho cái người mua buôn thì ta của tôi cho đất thật đấy, nhưng mà người ta còn sợ rằng là lấy ở một cái tải nào đó thì sợ là người ta đang nghi, người ta xúc cái chỗ tôi đang dầm đấy, nó xúc vào chỗ đang dầm đấy. Đấy, cho ông xuống đây một ít bao bề đó, là ông mềm tách ông làm nào làm cái chỗ của nhà đấy, tôi đồng thời sẽ là như của tôi, đồng thời người ta xem này. Cho cái này là thật ra nó có gì là phức tạp không, tôi đã nói rồi, ta càng làm nhẹ nhàng bao nhiêu thì cây năng nó càng lên đẹp bao nhiêu. Chính vì thế nhấn mạnh lại là tôi nhấn mạnh lại cái cây năng, cái địa năng là tôi gọi là vua, là vua thanh niêm, tôi nói công ý không các bạn. Suy ra vua thanh niên là một người dân nước bệnh chỉ mấy cái nào, nhưng hoa lan vẫn cho được đơn được hoa, vẫn cho được sắc được hương, để làm cho con người có lúc tư duy thanh tản để hưởng thụ. Chính vì họ
các cụ mới để lại cho ông là vua thế nào. Còn nhiều người cứ định nghĩa bỏ ông vua trên đang là ông ấy nhiều tiền nữa là vua thì ông ấy đang không phải thế đâu. Cái chữ vua này người ta ám chỉ cái sự bận rộn của việc nhà nước với dân, nhưng mà hoa vẫn cho người ta hưởng thụ, những cây đó cho người ta được hưởng thụ những cây hương thơm, những sắc đẹp, đó là chính vì cái đất đó. Vâng, con thì có một câu hỏi nữa. Con thấy thì địa lan thì sống bằng đất, mà đất thì rất là quan trọng. Vậy bác có thể cho con một lời khuyên chân thành về cái đất của địa lan được không ạ? Đấy, cái nói đến cái đất địa lan thì tôi lại nói câu lọ đó kéo theo cái câu kia. Các bác, các cô, các anh về lưu ý, nếu định trồng địa lan, lưu ý thứ nhất cho tôi là đặc biệt của đất là đất nước sạch. Nước sạch đây không phải là sạch như là nước như kiểu là nước giếng khoan hay là sạch như nước lọc, mà ý tôi muốn nói nước sạch tên là cái nước này là không bị ô nhiễm theo cái kiểu gọi là lâu lắm quá mà tùm tùm, mà cái nước này nó là ao mới đào hoặc mới khai hoặc mới cải tạo thì mình hớt lấy cái chất đất màu ở phần trên của lòng đất phơi khô để ẩm như ải lọ thì tức là trong giai đoạn ải lọ thì đặc thù cây lan nếu như mà đất mà sống là kiểu chị nhầm vậy. Thế còn một số người người ta rồng thì mỗi ông định nghĩa một kiểu, thật ra là tôi rất là khó. Thế cho nên là với tôi là rất nhiều người đến là tôi xem tôi rồng rồi xem tôi chỗ làm đất thôi, chả có gì cả. Có người rồng chỗ địa lan cảm thấy công phu tôi rồng nhảy chả có gì để khó cả, thủ công nhà tôi là. Vâng, theo con được biết thì nhiều người thì trồng địa lan bằng đá thấm thủy này, gạch đất gạch lung này, thậm chí là trộn với cả xốp bè nhỏ hoặc là xỉ than. Vậy theo bác thì nó như thế thì có tốt hay không? Cái này thì nếu hôm nay tôi giới thiệu tất cả nhà anh em của chuyện này. Cái này tôi đã nói với rất nhiều người, không phải hôm nay các bác, các cô, các anh đến đây nói và tôi nói, tôi đã nói rất nhiều người. Khi các cô, các bác, các anh đến đi xem cái lan của thằng Trung Quốc thì thấy họ dòng một cái giá thể có khi chỉ là mình dùng tạm nói một cái giá thể rất đơn giản của họ, nó sống, nó tốt. Lý do là cái khoa của họ thì mình bắt chước được, bởi vì cái đó thậm chí là họ có thể sẵn sàng họ dùng bằng thậm chí là họ cho tông vào nó sống, bởi vì đây chính là sống bằng thuốc chứ nó có phải sống bằng cái giá thể đâu. Thế vậy thì theo tôi, nếu như người nào mà hiểu về khoa học kỹ thuật giống như Trung Quốc thì hãy dùng địa lan bằng các chất liệu như ban nãy câu hỏi tôi. Đấy, tôi nói để cho các anh các cô biết được rồi. Bởi vì tại riêng Trung Quốc ấy, thì qua tôi tìm hiểu một số các kiến thức thì tôi thấy rằng là họ sống bằng thuốc. Ngày xưa là tôi có những người khách ở bên Đài Loan để mua năm rừng tôi cũng bây giờ 30.000 một chậu thôi, nhưng mà họ mua tới 100.000 là tôi đã sướng lắm rồi. Nhưng mà họ về họ cái đứa bên dịch nó bảo tôi là ở bên Đài Loan là người ta thích ra hoa mùa nào được mùa ý. Chứ ở Việt Nam mình thì gặp mình có trình độ, thế là chơi địa lan của Việt Nam mình, mà đặc biệt là lan rừng và tôi chắc ăn là không cái gì ngoại trừ lấy đất làm trọng tài, không có gì để bằng đất, mà chỉ có đất lên mấy là chọn. Chứ còn bây giờ nếu bắt chước Trung Quốc bắt chước nào,